Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, hôm nay là mùng 8 tháng 3 này. Không biết là cái hãng báo gì mà AFD người ta đứng ở ngoài đường ấy, xong rồi người ta cặp báo này vào và một cái bút và tặng mỗi người một bông hoa này. Mỗi người một bông hoa này, thì còn cái hoa đỏ này là ở cửa hàng bán đồ ăn này, còn cái hoa này ấy là người ta được tặng, thì nếu như không thích ý, thì đừng có nhận. Thì có người họ nhận xong họ mang ra ngoài, họ cắm ở cái chỗ cái cạnh cái thùng rác, không phải là vứt vào trong thùng rác đâu. Mình thấy tội nghiệp, bông hoa nó chưa nở, thế là mình nhặt về mình cắm, thế là bây giờ thành ba bông đấy các bạn. Thì thật sự là cái báo này mình cũng không hiểu. Mang tiếng sống ở Đức hơn 30 năm, gần 40 năm, nhưng mà nó chỉ là học bồi thôi, mình đi làm kiếm tiền chứ không phải là mình đi sinh viên đại học gì, cho nên là mình rất là dốt, cho nên mình không dám nói các bạn. Mà đã thế nhá, mình hỏi bà Tây là ý nghĩa của cái báo này người ta tặng như này là như nào, không biết là bà ấy ngại, bà ấy không muốn dài dòng, hay là bà ấy không biết thật. Nhưng bà ấy nói với mình là tao cũng không hiểu, thế thì bó tay. Thì đấy, cái báo đây. À, ngược à? Sao lại ngược? Ngược à? Đấy, cái báo đây. Thì nói chung là phải đọc. Nếu giả sử mình có biết chăng nữa thì cũng phải đọc. Thế họ tặng một cái bút này rồi. Người ta hay tặng bút trong các cái ấy, người ta hay tặng bút trong đầy bút. Chả phải mua bao giờ cả. Đấy, thì hôm nay là mùng 8 tháng 3. Mình chúc các chị em phụ nữ thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và trẻ đẹp, xinh, trẻ mãi không già, và được chồng yêu chồng chiều gấp đôi gấp ba như thế nữa. Nhưng mà mình nhắc lại một điều, các bà đừng có thấy chồng yêu chồng chiều mà xỏ chân lỗ mũi nhé. Mình nói thật, khi mà có thì không trân trọng, không giữ gìn, đến lúc mất thì đừng kêu. Thì bởi vì là tại sao mình nói thế, mình có xem ở trên mạng xã hội thì không biết là người ta đăng, người ta câu view câu like hay là thật, nhưng mà rất là nhiều chứ không phải là một trường hợp. Toàn là chồng đi làm, vợ ở nhà, chồng thương vợ, nhà nghèo nhưng mà chồng gia đình nghèo, nhưng mà chồng cố gắng đi làm tiền đưa cho vợ, rồi vợ thích tiêu cái gì tiêu, thích mua cái gì thì mua, chiều hết mức hết sảy luôn, không phải đi làm. Rồi vợ ở nhà thậm thụi đi mới dai, trong khi đó đến lúc chồng đi làm về thấy hai đôi dép để hai đứa nó cười nó húi hí với nhau ở trong phòng, mà thằng chồng thì nó bảo là nó cố gắng nó kìm lén chứ nó cũng không đánh. Nó sau nó ra thì thằng kia đi về, và sau đó nó chán thì nó đi vào nghĩa địa nó sống. Đấy là một trường hợp, còn nhiều trường hợp nữa. Những trường hợp ví dụ như ông chồng ấy mà là cái bờ vai vững chắc, là cái trụ cột trong gia đình, nhưng không may bị bệnh hoặc là bị tai nạn nằm đấy, vợ sẵn sàng bỏ con bỏ chồng đi theo giai, hoặc là gia đình nghèo quá vợ cũng đi theo giai. Đàn bà bây giờ hỏng hết rồi các bạn ơi. Mình xin lỗi các bạn nhé, không không vơ đũa cả nắm, nhưng có rất là nhiều các bà không có chung thủy như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa ấy là người ta bảo là đàn ông ấy thì nó như cái gậy chọc đâu được chọc, thế đàn bà là không được phép, nhưng mà câu đấy cũng là sai. Thế bây giờ chọc đâu ấy thì bây giờ không có đàn bà thì ông chọc vào đâu, thế là đàn bà ông hay đàn bà thì người ta cũng là da là thịt. Nhưng mà nói chung là đàn bà bây giờ bị thoái hóa hết rồi, hỏng hết rồi, nó không có chung thủy, mà nó không có, nó sướng quá hóa cuồng đấy các bạn ạ. Bởi vì làm sao, bây giờ cái xã hội tiến lên là đã thế thì là các cô đi lấy chồng nước ngoài hết, trong nước là đàn bà hiếm, chứ còn ngày xưa ế đầy ra, cho nên là kiếm được ông chồng là trân trọng lắm. Nhưng mà xin lỗi các bạn nhé, mình nhắc lại một câu là mình không phơ đũa cả nắm nhé, nhưng mà có rất là nhiều. Nhưng hôm nay không phải là chia sẻ về cái này, về cái mục này, mà mình chia sẻ về một cái mục cũng là xảy ra là từ Việt kiều Mỹ. Tại sao lại xảy ra ở Việt kiều Mỹ? Bởi vì mình nghĩ là
ở Mỹ thì cái dân số nó đông, cho nên là nó hay nhiều cái những trường hợp nó xảy ra. Thì vừa rồi mình có xem một cái kênh của cái bạn ấy cũng làm YouTube, bạn ấy chia sẻ là về một anh Việt kiều, anh ấy về Việt Nam anh lấy vợ, thì nói cũng đúng thôi, bởi vì ở bên Mỹ nó ít con gái mà người ta kiêu lắm, là người ta lại còn chê cái nghề móng tay, thế là người ta một phần là như thế, và một phần nữa là các anh những người phải nói là có trình độ mà cũng giàu có, mà người rất là bình thường, không phải là người ngẩn ngơ hoặc là nghèo đói hoặc là say xỉn, nhưng mà người ta muốn về Việt Nam người ta lựa chọn để những người để như ý của người ta, chứ không phải là người ta xấu mà người ta không lấy vợ được ở Mỹ mà người ta phải về Việt Nam người ta lấy, các bạn hiểu không? Thì về Việt Nam lấy vợ thì cũng khi mà đã nói đến là về Việt Nam lấy vợ, ui trời ơi người ta người thế Việt kiều về lấy vợ, người nọ giới thiệu người kia rất díu, rất rất là nhiều. Thì anh này á thấy một cái cô này, gặp một cô này á, cô ấy xinh lắm, cô ấy xinh là cô anh này anh chết liền, anh ưng, vừa xinh vừa trẻ, trẻ hơn chồng là mười mười mấy mười 16 tuổi, nên vừa trẻ trẻ vừa xinh. Thì cô này cô ấy cũng ưng, cô này cô ấy cũng ưng, thì khi mà lấy mà vẫn ở Việt Nam ấy thì anh này là anh ấy phải cứ hàng tháng là phải gửi 500 đô về cho vợ, rồi vợ cứ tí tí lại đòi hỏi là em mang tiếng em lấy chồng Việt kiều Mỹ mà em chẳng được cái gì, nào thì đòi mua sắm hàng hiệu, nào thì bắt ông chồng ấy là phải gửi tiền về để sửa nhà xây nhà cho bố mẹ, nhiều trường hợp rất rất là nhiều, nhưng mà đây mình chỉ nói một điển hình một trường hợp thôi. Thì ông chồng ông ấy cố sức lắm rồi, mà ở đâu thì ở cũng phải là ăn dè hạt tiện, phải chịu khó chăm chỉ nó mới có tiền, chứ không biết là cô ấy hiểu thế nào, cô ấy nghĩ là đồng tiền ở trên trời rơi xuống à, hay là đi ra ngoài đường nghe để vơ, thì không hiểu. Thì cứ đòi hỏi thì ông này ông cố gắng lắm để mà đáp ứng theo cô ấy, không phải sợ cô ấy bỏ. Thì lúc mà ông ấy ở một mình ấy thì ông ấy ở tạm ở vợ, thậm chí còn đi ở chung với mấy anh em bạn bè để cho nó đỡ tốn tiền nhà. Các bạn biết không, thuê nhà ở Mỹ cũng rất là đắt, mặc dù ở Mỹ ấy, kiếm tiền dễ nhưng mà chi tiêu cũng cực kỳ đắt. Mà kể cả không đắt thì người ta tiết kiệm được cái gì thì người ta tiết kiệm, bởi vì đàn ông độc thân mà, đúng không các bạn? Thì ở ghép cho nên là nó đỡ tiền nhà, mà đến khi mà làm giấy tờ để đón vợ sang ấy thì là phải có nhà to, phải chứng minh thu nhập để nuôi được vợ, thì cái sở ngoại kiều đấy người ta mới chấp nhận cho đón sang. Mình nghĩ là nó cũng giống như ở Đức thôi. Thì cô này cô ấy đòi hỏi lắm, đòi hỏi thôi rồi đấy, đòi hỏi cái nọ cái kia, thì ông ấy phải cố gắng ông đáp ứng. Và đến 2 năm sau thì đón được cô ấy sang, thì cô ấy kêu là trời ơi Việt kiều Mỹ người ta giàu có, người ta sang trọng lắm mà tại sao anh, cô ấy bảo là anh ấy phải mua nhà, thì anh ấy cũng cố gắng anh mua cái nhà nhỏ nhỏ chỉ có 2 vợ chồng ở, thì chê là nhà thì bé tí như cái chuồng chim, tại sao anh không mua nhà to như nhà ấy nhà nọ, rồi người ta xe đẹp mà anh tưởng là anh Việt kiều anh thế nào, cho anh chẳng có cái gì cả, chán lắm, rồi đòi về Việt Nam, rồi rất là cứ cứ lục đục cãi nhau. Rồi ông ấy đi làm, ông đi làm mà cứ đưa tiền cho bà vợ, đưa tiền cho bà vợ thì đưa tiền cho bà vợ thì bà vợ quản, và cái nhà ai mua, rồi cũng bởi vì cô ấy sang mới mua. Thì nguyên tắc ấy ở Việt Nam cũng vậy mà ở Đức hay Mỹ nước ngoài cũng vậy, khi mà cái tài sản có từ trước chưa có cô ấy thì cô ấy không được, nhưng mà khi có cô ấy bắt đầu mới mua thì dù cô ấy không làm ra đồng nào nhưng mà cô ấy vẫn được đấy, cái luật nó là như thế. Thì đến lúc mà cô ấy cứ đòi hỏi, mà chú này thì đi làm là 2, 3, 4 job, xong rồi đi làm đêm làm ngày, làm đến mức độ mà vất vất vả quá, mệt quá,
không có thời gian, rồi cũng không cả hứng thú đến chuyện giường chiếu với cô ấy. Rồi từ từ thì vợ chồng rất là lạnh nhạt, cái chuyện đó rất là lạnh nhạt, và cô ấy chán, và cô ấy không muốn đi làm mà cứ muốn tiền của chồng để mà nào thì sắm sửa shopping, nào thì gửi về cho bố mẹ. Thì nếu như ở Việt Nam thì không nói làm gì, nhưng mà sang cái nơi rồi nhưng mà cô ấy vẫn cứ đòi hỏi như thế. Bởi vì cô ấy sinh, cô ấy nói là em sinh như thế này, anh lấy em thì anh phải đáp ứng, anh phải thế nọ thế kia, không để ý nói là phí cả cái sinh của em. Đấy, thì cô ấy cũng, chú ấy cũng rất là cố gắng. Thì đến một ngày đẹp trời, cô ấy quen một người Việt Kiều khác, và anh Việt Kiều đấy thì đi xe đẹp, nhà to, mà trông thì đạo mạo đẹp trai hơn ông chồng của cô đấy, trông thì hơn một trời một vực, kinh tế giàu có cũng hơn và đẹp trai cũng hơn. Thì cô này thì hai người mới hứa hẹn là chú ấy bảo là chú ấy nói là thôi về bỏ chồng đi rồi anh cưới em. Thế là về nói với chồng đòi bỏ chồng. Mà cái chuyện này là có thật nhé các bạn, mình không biết là có thật hay không, mình không chứng kiến, nhưng mà mình xem của một cái kênh mà ở Mỹ người ta chia sẻ, thì mình chia sẻ lại thôi. Và cái kênh nào thì bây giờ mình cũng không nhớ nó rồi, tại vì là cái kênh đấy ấy, là kiểu như là thỉnh thoảng nó nổi lên là YouTube ấy, thì mình thấy là mình xem, chứ mình lại quên, mình không để ý tên. Thì cô này á, xong là chú là cái chú bạn trai mới này này cứ dẫn đi shopping, chiều chuộng mua cái nọ cái kia cho. Thế là cô này mới sa ngã đồng ý về dãy dụa đòi bỏ chồng. Và bỏ chồng thì không biết thế nào, cái này thì mình nghĩ là không có, nếu mà có thì phải chia đôi chứ, làm gì có chuyện cô này được cả cái nhà đấy, được cả cái nhà đấy. Thì cái nhà đấy người ta chia sẻ rất là rõ là cái nhà đấy khi mà cô ấy được thì chưa giả hết, vẫn còn 80.000 oi, 80.000 đô la. Thì đến lúc bỏ xong rồi thì ông bạn trai mới ông ấy bảo là ông ấy cũng có nhà to nhà đẹp, thì ở cái nhà ấy làm gì, anh về đây anh ở, em về đây em ở với anh, thì thôi bán cái nhà ấy đi. Thế là cô vợ đồng ý bán, cô bạn gái đồng ý bán. Bán thì trừ đi, trừ 80 đô la vẫn còn nợ nhà nước thì phải trả, thế còn dư ra 150.000 đô la các bạn nhé. Thì cái ông này ông rất là khôn, nhưng mà thế người ta mới nói là đàn ông này nông nổi giếng khơi, mà đàn bà chặt chẽ như cơi đựng dầu, đúng thế thật. Thì mà cái trường hợp mà chồng đón sang mà đi với giai ấy là rất là nhiều các bạn, chứ không phải là một mình cô này. Thì đến lúc mà ông chồng cũng mới bảo cô ấy là ông bạn trai mới ấy, ông bảo là thôi em bán đi về đây ở, chứ ở nhà to nhà đẹp thế này chứ tội gì mà ở cái nhà bé như thế. Thì cô vui ta cô ấy đồng ý, và sau đó thì cưới nhau. Thì bán đi, và cô này thì kiểu như là chắc là một là không biết, hai nữa là cũng không biết làm tài khoản riêng hoặc như thế nào đấy. Thì ông ấy bảo là để chung vào cái tài khoản của ông ấy. Thì để chung vào cái tài khoản của ông ấy thì không biết là bao nhiêu lâu, người ta cũng chỉ nói, không nói là bao nhiêu lâu, chỉ nói là một thời gian sau. Thì cô này mới phát hiện ra là ô tại sao 150.000 đô của em ở trong tài khoản mà bây giờ nó đâu hết rồi, không có. Thì chú này chú mới trả lời thẳng một câu là thế em ăn chơi shopping nhảy múa từ trước đến giờ thì không lấy cái tiền đi chi tiêu thì chi tiêu ở đâu. Các bạn thấy có đắng không, có đau lòng không? Quá là đau lòng, nhưng mà đúng là người ta bảo trời có mắt đấy, nó sống như thế nào ấy để cho người ta gọi là nhân quả đấy các bạn. Thế xong là hết bay cái chỗ tiền đấy, thì về sau ấy hết cái chỗ tiền đấy, và ông ấy này, cái ông bạn trai mới này, ông ấy lật hình như chưa cưới, lúc ấy chỉ bảo là cho tiền vào đấy rồi sẽ cưới nhau ấy. Thế xong là ông ấy lật bài ngửa ra, ông ấy nói là cái thứ đàn bà như cô tôi không bao giờ tôi lấy làm vợ, đá đít đuổi đi, bởi vì lúc cái tiền hết rồi.
mà có đi làm gì đâu, không đi làm, bất tài bất lực. Thì cô này phải đành về Việt Nam, về Việt Nam. Và sau đó cái ông chồng cũ ấy nói thì bảo là ông ấy ngu hay là ông ấy mù quáng như thế nào thì mình không biết. Thế nhưng mà trước mắt ấy là cô vợ này, cô ấy về Việt Nam, cô ấy về Việt Nam thì cô ấy lại liên hệ lại với chồng cũ và cũng nói tình hình như thế, và cũng nói tình hình là sống với nhau như thế và cái nhà bán đã mất hết cả tiền rồi, thì bây giờ anh còn thương em không? Thì ông chồng cũ ấy, ông vẫn thương cô này, bởi vì cô này cô ấy xinh lắm, vẫn thương vẫn yêu. Và ông ấy nói là thôi bây giờ ông ấy lại làm lại từ đầu, ông ấy lại chứng minh thu nhập rồi tất cả mọi cái, làm thủ tục giấy tờ, ông lại về ông cưới cô này. Cưới tại vì trước đã ly dị rồi mà, cưới thì mới cho sang được. Và cưới xong rồi, cưới cô này xong rồi cho cô ấy sang. Cho cô ấy sang thì cô ấy đã biết lễ độ rồi các bạn ạ. Sang không dám ăn chơi trác táng, mà không dám ỉ lại ông chồng, mà không dám này khác nữa. Và sang đã cho ông hai đứa con và đi làm móng tay đấy các bạn. Thôi thì nghĩ đi ấy, thì ông này ông cũng cay ở cái chỗ là làm giấy tờ đón sang nhưng mà phản bội chồng, đi với thằng khác rồi tiền của ông ấy cũng mất hết, rồi về nước, rồi đến lúc ông ấy làm đón lần thứ hai sang thì cô này thay đổi hoàn toàn, thì thôi cũng là một cái bài học cho cô ấy và chú này. Thì có như thế thì cô thì chú này với cô này mới tồn tại được, còn nếu không có cái chuyện xảy ra ấy, thì chắc chắn là cái đôi này cũng không bao giờ ở với nhau, đúng không các bạn? Cho nên là lấy nhau ấy, một là không có thời gian để tìm hiểu, mà kể cả có tìm hiểu 10 năm, 20 năm chăng nữa, không cưới bao giờ tình yêu nó vẫn màu hồng, đúng không các bạn? Tình yêu vẫn màu hồng, mà lại tìm hiểu trên mạng thôi. Thì bây giờ nó văn hóa cái là nói chuyện với nhau thì nhìn qua màn hình là vẫn trông thấy mặt nhau. Nhưng mà các bạn biết không, bây giờ ấy, giả sử như trong một ngày điện với nhau đến 2 tiếng 3 tiếng đi, thì cái lúc đấy cô ấy thì có bao nhiêu cái đẹp cái tốt là cô ấy dơ ra hết. Còn những một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, cô ấy chỉ có 3 tiếng đồng hồ cô ấy dành cho chú ấy toàn những cái đẹp, cái yêu thương, cái tốt lành. Còn những cái kia không ai nhìn thấy, không ai biết trước được. Cho nên là có rất nhiều người yêu ấy thì còn tồn tại, nhưng mà khi đã lấy nhau thành vợ thành chồng ấy thì nó lại hay tan nát là vì thế. Bởi vì chính vì thế cho nên là cái chương trình mà vợ chồng son đấy các bạn, mà Hồng Vân với lại Quốc Thuận đấy là hay phỏng vấn là sau khi kết hôn thì có phát hiện ra nhau những cái điểm xấu gì không đấy. Đấy, đúng như thế. Cho nên các bạn, thôi thì bây giờ mình định khuyên ấy là các bạn nào mà có về Việt Nam lấy vợ lấy chồng thì phải tìm hiểu cho kỹ. Nhưng mà tìm hiểu cho kỹ cũng khó lắm các bạn ạ. Tất cả là do cái số phận của mỗi người. Cái người đàn ông hoặc người đàn bà khi mà người ta đã về Việt Nam người ta lấy thì không bao giờ người ta phản bội, mà người ta đã lấy để người ta cẩu sang thì chỉ có là tốt đẹp. Nhưng mà những cái người phản bội và hay tan nát ấy là những người vợ hoặc cái người chồng ở Việt Nam được đón sang, chứ không phải cái người người ta đón sang mà nó bị đổ vỡ, đúng không các bạn? Đấy, thì các bạn, một ý, bây giờ nó rất là khó. Nếu các bạn lấy ở Việt Nam mà qua môi giới, nhưng mà phải có người thân thích trong gia đình quen biết cô này, nguồn gốc cô này thì may ra. Còn những toàn ấy không biết nhau ấy mà lấy lôi sang ấy, xin nói với các bạn là không biết có được 50-50 không, là được hạnh phúc không, hay là sang toàn bị tan nát thôi. Cái đó thì mình cũng không thể khẳng định được. Bây giờ mình mà khẳng định mình nói thì người ta bảo cái bà này nói vớ nói vẩn, nói luyên thuyên, làm gì có chuyện như thế. Chúng tôi đây lấy nhau đây rất là hạnh phúc, làm sao mà nói thế được. Cho nên là mình cũng không dám nói.
À, cái này thì do các bạn phán và các bạn nhận định thôi. Đấy, thế và các bạn làm như thế này thì được này. Khi mà về mà lấy á, các bạn có giàu có cũng đừng có khoe khoang, đừng có bảo là anh ở bên này anh làm ông nọ bà kia, hoặc là anh rất là nhiều tiền, anh có nhà riêng, anh có xe đẹp, anh có tất cả mọi cái. Lúc nào cũng kêu khổ, tốt nhất là lúc nào cũng kêu khổ và nghèo ở nhà thuê. À, xe thì đi xe xấu thế thôi, thì các cô nào cuối ưng thì lấy. Chứ còn là nhiều khi ở nhà người ta mơ mộng, người ta tưởng là ngồi mát ăn bát vàng, nhưng người ta biết đâu là sang là phải lam lũ vất vả, mà hình như là họ cũng cố tình không muốn biết đi chứ. Bây giờ mạng xã hội ấy, người ta đăng rất là nhiều, đăng rất là sự thật là cuộc sống ở nước ngoài nó khổ hơn ở Việt Nam rất là nhiều, khổ hơn, không có ngủ trưa, đi làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ đấy các bạn, không đơn giản là chút nào cả. Cho nên là tốt nhất ấy, hoặc là có tiền có của có nhà có xe đẹp sang cuối thấy thế là cứ thế thôi, còn không có phóng khoáng tiền long chi cho vợ thích gì được đấy, không không chi, phải hạn chế ngay từ đầu. Người ta đã nói rồi, dạy con từ thuở còn thơ mà dạy vợ thì thuở bơ vơ mới về, trên không thể phóng khoáng được các bạn. Cái người đàn bà mà những người người ta biết điều biết đến ấy thì nó khó, nó ít lắm. Cho nên à, các bạn phải cố gắng, cố gắng. Các bạn giữ được tiền của thì lập tức các bạn sẽ có hạnh phúc. Còn nếu không giữ được tiền được của mà tất cả để cho vợ quản vợ giữ hết thì chưa chắc đã hạnh phúc. Đúng không các bạn? Chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Ok nhá, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video. Chúc các bạn nhân ngày mùng 8 tháng 3 thật là mạnh khỏe, hạnh phúc mà được chồng yêu chồng chiều, nhưng mà đừng có thấy thế là xỏ chân lỗ mũi. Thì các bạn xem, nếu thấy hay các bạn chia sẻ cho nhiều người được xem, và ai là mới đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại đến video tiếp theo. Bye bye.